Thưa quý vị, vào tối qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 cho đến ngày 25 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức lần này. Đón Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Thứ trưởng và Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và một số cán bộ Đại sứ quán Kiều bào Việt Nam. Dự kiến trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio, hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, tiếp lãnh đạo các chính đảng, Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, một số bộ trưởng, thống đốc các địa phương của Nhật, làm việc với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, cơ sở nghiên cứu lớn của Nhật Bản, chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên và dự tọa đàm xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản, gặp gỡ cộng đồng và trí thức người Việt Nam tại Nhật Bản.